Tôi quy trình lập hiện tại tôi có mặt tại nơi di biển và tiếp tục một ngày mới nơi di biển kẻ này. Và ngày hôm nay để mà tiến về phía bên dưới nơi di biển kẻ và một ngày mới tiếp tục. Đó. Rồi, thì tôi sẽ tiến về phía bên dưới nơi di biển kẻ này. Và ngày mai, ngày 14 tháng 8 rồi. Thì tiếp tục vào nơi này, vô cùng chết trôi biển và điều đến sự may mắn như thế nào. Đó. Thì ở nơi này, ít ai trả lời cho nên ngày hôm nay thì không về. Và để một tiếp tục buổi tối như thế này. Thì đem tiến về phía bên dưới sẽ là sao? Thì hôm nay trăng đang lên đây, rất sáng ở đây. Và ở phía trước là những ánh đèn điện của những chiếc thuyền đang đánh cá ngồi khơi ở phía trước. Thì người ta đánh cá ở phía trước thì rất sáng trưng, gần bờ đó, rất sáng. Quá trời đây. Thì chỗ này nước cũng đã cạn hết rồi. Nước cũng đã cạn, chỉ còn răng quá trời. Thì ngày hôm nay ở dưới biển cả này và sẽ ra sao thì tôi sẽ tiến về phía bên dưới để mà lấy sự may mắn tiền tài cho ngày 14 tháng 8. Thì có lẽ ngày hôm nay nước rất lớn đây, nước rất lớn phía trước, thì những chiếc thuyền đang câu mực. Người ta làm gì không biết nhưng mà chắc có lẽ cậu mực. Rồi, rất là sáng ở gần bờ này. Có lẽ tôm tép cá gì rất là nhiều ở đây. Thì người ta đang câu mực ở nơi gần bờ này. Quay trời, nước chín đã chết này.
thì một ngày mới nơi dưới biển cả, một lần chỉ trôi dưới biển đó. Thì những chiếc thuyền đang câu mực ở phía trước thì rất sáng và gần bờ. Thì ngày hôm nay nước rất lớn, đấy, nước lớn thì chiếc thuyền đang câu mực gần bờ. Thì tôi sẽ tiến về phía bên trong để em đặt đồ lên hướng tiếp theo một ngày mới dưới biển cả này tiếp theo. Và ngày hôm nay sẽ là sau. Đó. Thì mỗi chuyến đi ai cứ tìm tài để mà tài lệ. Thì các chị ở đây và các chị ở chỗ nào cũng vậy, sẽ đem đến may mắn tiền tài và cỡ. Thì tôi đang tiến về phía bên trong. Rồi, tiếp tục còn lại một ngày mới thì nơi dưới biển này thì sẽ ra sao và đem đến tiền tài như thế nào, thì các chị ở đây hiện lên như thế nào và ở đây. Đem đến hiện ngày mai thì các chị ở này và tiền tài được rỡ. Thì ngày hôm nay ở nơi vùng linh chi trôn này đó không về, có lẽ ngày mai và ở đây thì tiếp tục tôi sẽ đặt đồ lên đường tiếp theo đem các chị ở đây hiện lên như thế nào thì đem đến tiền tài cho ngày mai. Rồi thì ai có tiền tài chỗ nào đó thì cũng như ủng hộ tài lệ để mà các chị nơi dưới biển hoặc là các nơi cổ chính này để mà hiển linh đi mình tiền tài.
thì tôi đang đặt đồ lên hướng tiếp theo. Thì ai chưa đăng ký kênh nhớ phải chưa đăng ký để theo dõi nơi của mình trên trụ chỉ biển này. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ bình thường đó. Thì ngày mai rực rỡ như thế nào thì tôi đang đặt đồ để mà các chị vùng lên trên trụ biển này sẽ đem đến. Thì tôi đã đặt đồ đã xong rồi. Thì nơi cô chín này, nơi ai có tiền tài nơi cô chín 11 để mà trả lại các chị nơi cô chín. Cho nên là những chuyến đi nào đó ai có tiền tài để em ủng hộ tại đây thì các chị nơi này để phù hộ độ trì và điểm đến tiền tài tài lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút bánh trái sữa thiên nhiên bạc này và để mà cầu các chị ở đây nơi vong linh chết trôi dưới biển, chích bơm chích đạn chích đường chích xé oan dòng tư mạng dưới thủy long cùng chánh điện đông ngộ bất lạng tam cõi két thầy két cổ trên gành dưới gợp xét thần để ngự ở dưới nước và các vị vua dưới biển văn ở trên bờ là đất đai chuyên gạch thành vàng bổn sứ bạch mã thái giám hoàng trạm quốc lý thượng nước đất đai viên trướng đầu lộ. Thì ngày hôm nay để mà chúc bên trái sửa tiền nhận bạc này thì có các vị đang hưởng ứng trứng này sẽ đứng lên đem đến tiền tài. Thì ngày mai chờ việc ngày mai thì ở đây hiển linh như thế nào cũng như tiền tài và hưởng ngũ thì trứng này sẽ đứng lên đó. Có các vị đang ở đây thì tôi sẽ đặt trứng gà này sẽ đứng lên như thế nào ngày mai đó, ngày mai 14 tháng 8 rồi. Thì ai có tiền tài đây để ủng hộ tài lệ các chị này và cũng như chúc bánh trái nhân điện đó. Thì trứng này sẽ đứng lên hiển linh ngày mai. Nam mô Đại Phật bắt đầu. Rồi, thì cho tôi biết ngày mai như thế nào. Và ở đây, đang hiểu thì trứng này sẽ đứng lên lúc ngày này. Và lúc nào sẽ hiển linh, thì lúc đó tiền tài điệp đến. Không không. Không một. Không hai. Không ba. Không ba phận chỉ đứng đây.
gần mực thì đen, gần đèn thì soi sáng ngày mai. 04. Không nằm. 05 vẫn chưa đứng ở đây. 05 có các chị nơi chụp trôi dưới biển hiển linh. 06. Không xấu vẫn chưa đứng rồi. 07. Không tám. Không tám vẫn chưa đứng ở đây. 09. 09 vẫn chưa đứng. Số 10. Hiện tại có một luồng gió đang thổi qua. Rất là lạnh này. Số 10. Nhàn cổ lục lắc lung lay. Thì số 10 cũng đã ngã rồi. Mười một. Thì nhớ 11 thì cô Chín đã cho gọi hiện tại 11 miền Trung này. Thì ai cái hiện tại để mình trả lời. 12. 12 vẫn chưa đứng. 13. 13. Thì hiện tại 13 rồi. Ở đây thì các chị đang hữu thì trứng này sẽ gần 13 vẫn chưa đứng. 14. 14 thì vẫn chưa đứng. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng hiển linh ngày mai. 15. 16. 17. 17 vẫn chưa đứng. 18. 18 vẫn chưa đứng. 19. Thì các chị đang hữu thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài điềm đến ngày mai. 19. 19 vẫn chưa đứng. 20. Thì các vị di biển bu linh chị trôi di biển 20 đã đứng rồi. Vừa nói thì trứng này để đứng lên 20 đó. Tiếp tục trở lại 20. 20 không hai ở đây thì đem đến tiền tài của ngày mai. Đó. Và nè, đã đứng sừng sững tại này và đem đến cho tiền tài may mắn rực rỡ. 20/02 thì ngày mai, ngày 14 tháng 8 ở đây thì điều này đã hiển linh tại nơi vùng đất chết trôi biển đã
phù hộ độ trì và thành công đang hiện hữu ở đây. Đó. Điện cổ nhấp nháy. Thì lọc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 2002. Đó. Vẫn đứng nguyên. Thì ai cái thiên tài để mà tờ để các chị này. Đó. Tâm linh rất là ơn ấp. Và điều này đã hiện lên ở đây. Thì tôi sẽ đốt tiên nhân bạc này. Rồi, cho nên nơi nào có thiên tài thì tờ lệ đã ủng hộ chúc nhân điện. Trên màn hình hoặc chỉ nhân tin đều có để mà tờ lệ các chị ở này. Thì trứng này đã đứng nguyên hình hiện bóng ở đây. 2002. Đó. 202. Rồi, tôi đang đốt tiền nhật bạc này. Đó, cho các chị ở đây để mà lãnh tiền nhật bạc này và phù hộ độ trì tiền tài rực rỡ cũng như di biển cả này. Đó. Thì dưới này lúc nào cũng có tài lộc may mắn và chỉ có lâu lâu mới không về thôi. Và ở đây trúc lạc như thế. Và ngày hôm nay trứng này để đứng sừng sững quá linh. Rồi, tiền nhân bạc tôi cũng đã đốt xong. Đó. Đã đốt xong. Và trứng này vẫn đứng nguyên như hình cái bóng của ngày mai. Thì ai có tiền tài để mà tờ lại các chị ở đây. Đó.